Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Cộng đồng ASEAN của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Như thường lệ, trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi mục điểm những tin tức về Cộng đồng ASEAN thời gian qua. Thưa quý vị và các bạn, theo số liệu mới công bố của Ủy ban Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan, xứ sở Chùa Vàng đã đạt mức tăng trưởng mạnh nhất trong hơn 4 năm qua. Ủy ban Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan cho biết, trong quý 2 năm 2017, tổng sản phẩm quốc nội GDP của nước này tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, sau khi tăng 3,3% hồi quý 1 năm 2017. Đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 4 năm qua của quốc gia Đông Nam Á này. Triển vọng tăng trưởng kinh tế Thái Lan sáng sủa hơn trong năm nay do xuất khẩu được đánh giá là có tiềm năng tăng đến hơn 4% nhờ sự phục hồi của thương mại toàn cầu. Tuy nhiên, giới phân tích cũng cảnh báo về các rủi ro do Thái Lan đang chật vật hạn chế đồng bạt tăng giá sau khi đồng tiền này tăng 7,9% so với đô la Mỹ trong năm nay, làm giảm khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu. Ngân hàng Trung ương Thái Lan đã giữ lãi suất chuẩn ở mức 1,5% trong hơn 2 năm và vẫn chần chừ trong việc hạ lãi suất vì nước này hiện đối mặt với mức nợ tiêu dùng cao và lo sợ gây bất lợi cho các doanh nghiệp. Lần đầu tiên một thương hiệu hợp nhất sử dụng để quảng bá cho các sự kiện du lịch cũng như kinh tế được Singapore công bố nhằm xây dựng hình ảnh đảo quốc sư tử thành một điểm đến, nơi mà đam mê trở thành hiện thực. Như vậy, đây là lần thứ tư kể từ năm 1970, Singapore đưa ra một thương hiệu du lịch mới và sau 7 năm kể từ khi thương hiệu nổi tiếng gắn liền với hình ảnh của quốc gia này là Singapore của bạn ra đời. Điểm độc đáo của thương hiệu mới với logo vòng tròn màu đỏ được thiết kế dựa trên biệt danh chấm nhỏ màu đỏ của Singapore cùng hai chữ SG cách điệu lồng bên trong. Các đoạn phim ngắn giới thiệu các đặc trưng riêng mang tính địa phương của mọi tầng lớp người dân Singapore và chia sẻ những câu chuyện về niềm đam mê của họ. Qua đó, du khách có thể cảm nhận sự độc đáo, đa dạng của văn hóa Singapore cũng như tham gia trực tiếp vào các câu chuyện sống động đó. Việc giới thiệu một thương hiệu thống nhất để thu hút khách du lịch và các doanh nghiệp nước ngoài là nỗ lực chung của Tổng cục Du lịch và Ủy ban Phát triển Kinh tế trong hơn một năm qua nhằm gửi đi một thông điệp mạnh mẽ rằng Singapore sẽ là điểm lý tưởng để có thể biến mọi đam mê trở thành hiện thực. Công cuộc cải tổ mạnh mẽ này của ngành du lịch không chỉ là để đối phó với sự cạnh tranh gay gắt hiện tại mà còn là một cú hích quan trọng để ngành du lịch nước này bứt phá trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển đổi từ mô hình nền kinh tế đầu tư sang mô hình nền kinh tế được dẫn dắt bởi sự đổi mới sáng tạo. Bộ Nông nghiệp Philippines xác nhận chủng virus cúm gia cầm được phát hiện tại các trang trại gia cầm trên đảo Luzon của nước này là H5N6, loại virus được cho là có thể truyền sang người. Cơ quan kiểm soát dịch bệnh động vật của Bộ Nông nghiệp Philippines cho biết, các mẫu được gửi tới Australia xét nghiệm đã cho kết quả dương tính với chủng virus H5N6. Đây là chủng virus rất nguy hiểm với gia cầm và có thể ảnh hưởng đến người, dù khả năng lây lan sang người là rất thấp. Kể từ khi chủng virus H5N6 được phát hiện vào năm 2013, mới chỉ có 20 người bị lây nhiễm. Trước đó, ngày 11 tháng 8, Philippines thông báo phát hiện dịch ổ cúm gia cầm đầu tiên tại trang trại chăn nuôi gia cầm ở tỉnh Pampanga trên đảo Luzon. Chỉ vài ngày sau đó, Bộ trưởng Nông nghiệp nước này Emmanuel Pinong xác nhận cúm gia cầm đã phát hiện tại một trang trại gia cầm ở tỉnh Nueva Ecija gần đó. Chính phủ sau đó ra lệnh tiêu hủy khoảng 400.000 con gà, vịt và chim cút nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, đồng thời cấm vận chuyển gia cầm từ Luzon tới các khu vực khác. Mới đây, khoảng 500 học sinh tiểu học đã tham gia một cuộc diễn tập đối phó với sóng thần tại đảo Bali, Indonesia. Đây là một phần của sáng kiến nhằm nâng cao nhận thức và khả năng phòng bị trước các thảm họa thiên nhiên nghiêm trọng. Sau các trận động đất mô phỏng, học sinh phải núp xuống dưới gầm bàn. Tiếp theo là sơ tán khẩn cấp đến một khách sạn gần đó khi còi báo động cảnh báo sóng thần vang lên. Hoạt động này do chương trình phát triển Liên Hợp Quốc và chính phủ Nhật Bản hỗ trợ. Dự án nhằm nâng cao nhận thức cho các học sinh ở 18 nước châu Á-Thái Bình Dương tăng cường kỹ năng để giảm thiệt hại về người khi xảy ra thiên tai. Chúng ta biết rằng Indonesia và Nhật Bản đã trải qua những trận động đất và sóng thần lớn vào năm 2004 và 2011. Vì thế, việc triển khai dự án này ở Indonesia là hoàn toàn cần thiết. Việc trang bị cho cộng đồng những người sống ở các khu vực có nhiều nguy cơ xảy ra thiên tai là một trong những ưu tiên của chương trình phát triển Liên Hợp Quốc và chúng tôi muốn chuẩn bị cho các em học sinh ngay từ lúc này. Hoạt động này cần phải được diễn ra thường xuyên. Em tin rằng nó sẽ cứu được các bạn và chính bản thân mình nếu sự cố xảy ra.
Indonesia là quốc gia bị ảnh hưởng tồi tệ nhất trong trận sóng thần năm 2004 ở Ấn Độ Dương, sau khi một đợt sóng khổng lồ gây ra bởi trận động đất mạnh 9,1 độ Richter đã quét sạch hầu hết các vùng ven biển ở tỉnh Aceh, cướp đi sinh mạng của ít nhất 168.000 người. Thưa quý vị và các bạn, Campuchia là cái nôi của hàng nghìn người thầy thuốc người Kru Khmer. Họ nổi tiếng với việc dùng các loại rễ cây, lá và vỏ cây để chế biến thành thuốc chữa nhiều loại bệnh. Nhằm nỗ lực để bảo tồn văn hóa dân gian và quản lý ngành y học cổ truyền chặt chẽ hơn, Bộ Y tế Campuchia đã mở một ngôi trường chuyên giảng dạy về y học cổ truyền với nguồn vốn hỗ trợ từ Nhật Bản. Ngôi trường được mở cửa vào năm 2009 và cho đến nay đã đào tạo 345 thầy thuốc Kru Khmer. Trong 5 tháng đào tạo, các sinh viên sẽ tham gia các chuyến dã ngoại tới một số vùng địa phương nơi có nhiều nguyên liệu chữa bệnh từ thiên nhiên. Họ cũng được dạy sâu hơn về từng nguyên liệu, ví dụ tính kháng sinh hay kháng viêm của chúng. Khóa đào tạo này sẽ giúp cho các sinh viên chọn lọc được những kiến thức nên dùng từ những gì họ học được từ tổ tiên. Họ được dạy các môn học khác nhau, trong đó có môn y đức. Khoảng 80% dân số Campuchia sống ở các vùng nông thôn, những nơi không có cả bác sĩ lẫn trạm xá. Kể cả có, nhiều người cũng không thể chi trả cho những phương pháp điều trị đắt tiền. Trong khi đó, những phương pháp y học cổ truyền lại rẻ hơn nhiều, nên đây sẽ là một ngành có nhiều tiềm năng. Các bệnh nhân thường tìm đến các thầy thuốc Kru Khmer để chữa các bệnh thông thường mà không cần thiết phải đến gặp bác sĩ. Thuốc dân gian có thể giúp người nghèo nhất được chữa bệnh. Rất nhiều người không đủ khả năng trả viện phí và tiền khám bệnh. Tôi tin thuốc cổ truyền sẽ có tác dụng tốt. Tôi hạn chế dùng thuốc Tây vì trong đó có những thành phần hóa học và nhiều khi còn bị làm giả. Có thể thấy, thuốc y học cổ truyền đang mang lại nhiều lợi ích cho người dân. Mặc dù đề cao vai trò của y học cổ truyền, song các bác sĩ cũng khuyến cáo muốn dùng sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, bệnh nhân nên chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, uy tín. Mới đây tại Philippines đã diễn ra cuộc thi Elvis of Asia nhằm tìm ra người có phong cách biểu diễn giống Elvis Presley nhất. Đây là năm đầu tiên cuộc thi được tổ chức tại thủ đô Manila của Philippines. 23 thí sinh từ Philippines, Thái Lan, Nhật Bản, Singapore, Malaysia và Australia đã tham gia cuộc thi này để vinh danh kỷ niệm 40 năm ngày mất của vua nhạc rock Elvis Presley. Theo thể lệ của cuộc thi, các thí sinh phải hóa trang sao cho thật giống Elvis. Mỗi người mặc các bộ trang phục mang tính biểu tượng và trình diễn những tác phẩm kinh điển của Elvis như I've Lost You, You Gave Me a Motion, Jane House Rock. Cực kỳ khó, có thể là khó hơn các nghệ sĩ khác bởi vì Elvis có một giọng ca cầu vồng, tức là 7 giọng khác nhau. Mọi người nói thế đấy, có ca sĩ nào hát được thế không? Những gì chúng tôi làm là giữ cho tên tuổi của Elvis được sống mãi, đem niềm cảm hứng của ông đến với mọi người. Đã 40 năm kể từ khi ông qua đời, nhưng chúng ta vẫn tổ chức cuộc thi này. Điều đó có nghĩa là ông vẫn còn sống, âm nhạc của ông cũng vậy. Tiêu chí chấm đánh giá thí sinh không chỉ là ở trang phục và diện mạo, mà quan trọng hơn là phong thái của họ và sức thu hút khán giả của mỗi thí sinh. Ai là người có phong thái giống Elvis nhất sẽ là người giành chiến thắng. Nhà tổ chức cuộc thi, ông Dolores Masuda, cũng là chủ tịch câu lạc bộ hữu nghị Elvis Presley Philippines cho biết, ông muốn đưa âm nhạc của Elvis trở thành một di sản văn hóa và đưa nó đến gần hơn với thế hệ trẻ. Chúng tôi tổ chức cuộc thi này vì chúng tôi yêu Elvis Presley. Dù chưa bao giờ gặp nhau, nhưng chúng tôi giống như anh em. Tất cả chúng tôi đều thích Elvis Presley, đều muốn phổ biến và giữ cho di sản của Elvis sống mãi. Giành chiến thắng trong cuộc thi năm nay là thí sinh người Philippines Jun Espinosa. Phần thưởng dành cho người chiến thắng là một chuyến du lịch đến quê hương của Elvis tại Graceland, Mỹ. Những hình ảnh vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Cộng đồng ASEAN của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.